Hôm nay tin tức làm đẹp xin giới thiệu 5 loại toner lành tính cho mọi loại da, chị em đừng nên bỏ qua. Bảo vệ và chăm sóc da mặt vốn là những trăn trở của không ít chị em phụ nữ. Làm thế nào để chọn được loại toner phù hợp, chất lượng, không gây kích ứng da? Hãy tham khảo bài viết dưới đây để cùng tìm hiểu về 5 loại toner lành tính mà các chị em nên lựa chọn sử dụng nhé. Như chúng ta đều biết, toner hay còn được gọi là nước cân bằng là sản phẩm dùng sau khi rửa mặt giúp loại bỏ hết những bụi bẩn dư thừa ở sâu bên trong bề mặt da mà sữa rửa mặt chưa gột rửa sạch hết được. Toner chứa các thành phần làm dịu và cấp ẩm khiến cho làn da được chăm sóc tốt hơn, có thể loại bỏ được bã nhờn, ngăn ngừa mụn, xe khít lỗ chân lông và cân bằng độ pH tuyệt vời cho da. Hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện rất nhiều những loại toner, nước hoa hồng, nước trà xanh. Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào cũng an toàn cho da. Bạn hãy tham khảo 5 loại toner lành tính dưới đây để có cho mình những lựa chọn đáng tin cậy nhất nhé. Nước hoa hồng Muji Light Toning Water đứng đầu danh sách là toner Muji với 3 loại chính là Light dành cho da dầu, Moisture dành cho da khô và High Lotion dành cho da khô nhạy cảm. Ngoài thành phần chủ yếu là nước và một số chiết xuất từ thiên nhiên khác từ nho hoặc rau sam, mỗi loại toner lại có những công dụng đặc trưng cho từng loại da. Nếu Light có khả năng kiềm dầu nhưng không gây khô hay bí da thì Moisture lại có khả năng dưỡng ẩm đặc biệt đối với da khô, da thường và da hỗn hợp. Trong khi đó, High Lotion có sự chăm sóc đặc biệt dành cho da khô và mất nước nghiêm trọng. Nước hoa hồng Naturi Hatomoji Skin Conditioner. Hatomoji nằm trong top 5 loại toner lành tính bởi nó được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên mà chủ yếu là từ ý dĩ. Hatomoji có thể hỗ trợ làm mềm mịn da, cải thiện tình trạng lỗ chân lông to, dưỡng ẩm sâu, làm sáng da, chắc da. Đặc biệt, Hatomoji không hề chứa các chất tạo màu, tạo mùi, vì vậy không gây kích ứng và có thể phù hợp với nhiều loại da, kể cả da đang có vấn đề lỗ chân lông hay mụn. Nước hoa hồng Thayer Alcohol Free With Hydrator Toner. Đúng như cái tên của nó, Thayer không có chứa cồn hay những hương liệu có hại cho da, mà được bào chế từ những thành phần rất lành tính xuất phát từ thiên nhiên, mà thành phần chủ yếu là tinh chất cây phỉ huyết hay sờ. Chính bởi đặc điểm đó mà thấy ở vô cùng dịu dàng với các làn da, vừa có khả năng làm sạch, vừa có thể chăm sóc da mềm mại, mịn màng. Nếu bạn đang có làn da nhạy cảm hay đang gặp các vấn đề về mụn, bạn sẽ không thất vọng khi lựa chọn thấy ở bởi sự chăm sóc dịu dàng và mùi hương vô cùng dễ chịu mà thấy ở đem lại. Nước hoa hồng Simple Soothing Facial Toner. Giống với thấy ở, Simple nằm trong danh sách 5 loại toner lành tính, nhờ vào những thành phần tự nhiên và tinh chất từ cây phỉ huyết hay sơ. Không những vậy, Simple còn được ưa chuộng bởi có chứa vitamin B5 hay còn gọi là panthenol và allantoin, có khả năng hỗ trợ hồi phục da, làm dịu da mẩn đỏ và giảm kích ứng. Simple bởi độ lành tính, không chứa hương liệu hay các chất tạo màu tạo mùi. Chất bảo quản, Simple có thể được lựa chọn bởi ngay cả những làn da khó tính nhất. Nước hoa hồng Innisfree Green Tea Balancing Skin Egg. Đây là một loại toner đến từ hãng mỹ phẩm nổi tiếng tại Hàn Quốc. Các nguyên liệu để bào chế các sản phẩm của Innisfree đều đến từ hòn đảo Jeju xinh đẹp, mà trong đó toner Innisfree trà xanh được chiết xuất từ những lá trà xanh tươi mát và nguyên chất, có chứa nhiều những axit amin giúp xe khít lỗ chân lông và cân bằng độ pH tuyệt vời cho da. Với kết cấu lỏng nhưng đặc hơn nước và không chứa cồn, Innisfree dễ dàng thẩm thấu, hấp thụ và chăm sóc tận tình làn da. Với những chia sẻ trên, hy vọng bạn đã nhắm được cho mình một loại toner phù hợp để tin tưởng và sử dụng. Chúc bạn có được những trải nghiệm tuyệt vời nhất với 5 loại toner lành tính không thể bỏ qua này nhé!